Vụ Châu Việt Cường, lời khai của nhân chứng, hàng xóm dọn đi nơi khác vì quá kinh hãi. Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể trong ngõ 24, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra vào sáng hôm qua. Liên quan đến việc ca sĩ Châu Việt Cường bị cơ quan chức năng tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trần Mỹ Huyền, sinh năm 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau gần một ngày xảy ra sự việc, nhiều người dân sinh sống quanh hiện trường ở khu tập thể vẫn chưa hết hoảng hồn và lo sợ. Tối 5 tháng 3, phóng viên có mặt tại hiện trường ghi lại những lời kể bàng hoàng xót xa về cái chết của cô gái trẻ mới tròn đôi mươi. Trên khuôn mặt vẫn còn sự hoảng hốt, sợ hãi trước sự việc xảy ra ngay cạnh ngôi nhà mình. Bà Nguyễn Thị Khanh, 55 tuổi cho biết, sáng nay khi tôi đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của người thân gọi đến. Bà ở gần nhà mình vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một cô gái trẻ tử vong. Mới nghe đến đây mà người tôi lạnh toát, sợ hãi vô cùng. Nguồn cơn sự việc thì chưa rõ thế nào, nhưng nghĩ mà xót thương cô gái còn trẻ quá. Bà Khanh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân gần đây đã đưa cả gia đình sang tạm trú chỗ khác để đỡ sợ hãi. Theo ghi nhận của chúng tôi, tối cùng ngày, những cánh cửa quanh ngôi nhà của người tử vong đều đóng kín mít, im lìm, không tiếp xúc với ai. Trước đây, chủ nhân ngôi nhà này tên là Tuấn. Từ khi cho mọi người thuê mấy năm nay, anh ấy cũng ít khi qua đây. Bản thân những cô gái này thuê sống ở đây cũng không có xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với hàng xóm xung quanh. Ở phòng này có một cô gái là ca sĩ chuyên đi hát phòng trà. Thi thoảng cũng có dẫn bạn bè về ngủ cùng. Sự việc xảy ra khiến ai nấy đều bàng hoàng, bà Khanh nói. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Sang, người dân khu tập thể, thì vào thời điểm đó, một số người dân nhìn thấy nam thanh niên, tức ca sĩ Châu Việt Cường, cầm trên tay nhiều vật dụng không rõ là gì, mồm liên tục khấn vái, nói nhảm, đi từ cầu thang xuống khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sau đó anh ta lại chạy vào nhà với những biểu hiện bất thường. Tiếp nhận thông tin, công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã xuất hiện tại hiện trường xác minh thông tin. Tại hiện trường ghi nhận nền ngôi nhà vương vãi nhiều nhánh tỏi tươi. Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét thì phát hiện chị Huyền đã tử vong trong tình trạng lõa thể ở góc nhà. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa Cường về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan điều tra bước đầu, Cường khai nhận, đêm 4 tháng 3, Cường cùng một số người bạn đi ăn nhậu về, rồi về tại ngôi nhà trên để ngủ. Sau đó, nhóm người này đã sử dụng ma túy nên sinh ra ảo giác. Đến sáng hôm sau, một số người rời khỏi ngôi nhà này, còn những người ở lại có biểu hiện ma nhập. Khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, chị Huyền đã đi ra chợ mua tỏi về để trừ ma. Cường lấy nhiều tỏi bỏ vào miệng chị Huyền khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Thời điểm được đưa về trụ sở công an, nam ca sĩ này còn nhiều biểu hiện ngáo đá mơ hồ. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Thịnh, trưởng công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết, hiện vụ việc đã được công an quận Ba Đình thụ lý tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.